Dương, kéo kéo Dương. Giữ giữ. Cứ nhấc lên gỡ ra. Cầm dây không biết. Gì mà lại chạy đi. Bố bảo con cầm, ngồi con cầm thật chắc. Không có nó kéo phi cả người kia đấy. Khi nào mà nó dẫy ấy. Ghi thả, ghi thả, ghi thả. Cô biết cánh không cầm. Nhưng mà hôm nay cô được con cá nhiều giống dạ là tốt rồi. Bỏ tạm đâu đấy. Chứ ra cho sống gì. Cho anh luôn đấy, cá chi được. Cậu làm gì á? Kéo vào. Kéo dây vào. Ua, ua, gió, gió, gió rồi, gió rồi, gió rồi. Đấy, ông bơi rồi đấy. Sợ cái gì hồi sợ. Nào, không biết ông bơi đâu. Gió rồi. Mười thế đã run. Chả thế, mẹ nhớ ụp cái anh này chả chết. Lúc đấy ai cứu kịp tôi. Mẹ tự nhiên lại để cho chồng nó khác nó xài. Con để cho nó xài. Đấy, đấy, đấy. Còn đang không lên được cái này. Bạn phải liên tục nói chuyện với khán giả tiếp với khán giả. Bạn có quyết tâm được không? Quyết tâm, quyết tâm. Quyết tâm thế nào? Quyết tâm lần này phải câu được 10 con cá chim. Câu cá chim thả ra nhé. Rồi, thế mới là siêu xa. Dương kéo kéo Dương. Giữ giữ. Cứ nhấc lên gỡ ra. Cầm dây không biết. Gì mà lại chạy đi. Bỏ tạm đâu đấy. Chứ ra cho sống gì. Cho anh luôn đấy. Cái chi được của nhà em. Hay là cháu có lấy đấy. Lên lên. Con cá thỏ. Con cá thỏ này con. Lên 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 cá thỏ này. Lên lên. Lên 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 nào, cầm dây, cầm vào cái dây gần nó ấy, giơ lên, cầm sát vào chỗ cây ấy kìa. Đây này, con cứ buông xuống, con cầm ở đây, giơ lên như này. Đẹp chưa? Nó quay vòng vòng đẹp chưa? Múa này, múa này, múa. Chào mọi người đây. Nào. Bạn thơm chưa?
câu ra hộ con. Tự gỡ ra. Anh cứ đang cầm cái này cũng không nói được. Đớp nó nhằn ra. Dương rất. Lần được con to thế. Lần to rồi. Lần to rồi, con cá to đi. Ngại thả xuống. Ôi, ngại tháo ra. Nó là chị. Con gì? Nó là chị. Con cá còn lần cả. Bóp mồm nó ra, kìa kìa, nó móc ngay trong rồi thôi. Cá của anh lần to thế. Wow. To thế. To to là nó cắn gì lắm. Nó bé này làm gì nó cắn. Lần làm được quả kỷ lục đấy. Đo bằng hai ngón tay. Cho luôn đây. Đấy, thả xuống đây. Thế mồi. Đứt, mất lưỡi. Con để đấy một lúc xong con lại nhấc lên đấy một tí, xong con lại nhấc lên kia một tí. Độ 3 4 lần thế con lại nhấc trở lại này. Nó thấy ở dưới chuyển động nó tưởng là con mồi chạy mất theo nó phi theo đớp. Nhấc hẳn lên xem nào. Cái gì đây? Được cục vàng ấy. Lên. Ai cũng phải tháo. Rồi, để làm cái hình cho các bạn nhìn luôn.